Ui, có tôm đấy nha. Có tôm. Ừ, có tôm bún mà ngon nghe nè. Ui, tôm cá quá trời luôn đó nha. Ui, lú này nhiều quá. Tôm cá gâu phi nhiều luôn. Rồi, Phương xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Buổi sáng nay mình sẽ đi thăm cái lú mình đặt với 12 cửa ngục mình đặt ở dưới miếng vuông ở dưới đây, xem coi có tôm tôm cá gì nó chạy không, mình bắt lên cả nhà. Để mình có tôm, nếu có tôm nhiều thì mình bắt lên mình bán, còn nếu mà ít quá mình để mình làm cơm mình ăn luôn. Giờ mình sẽ đi đổ cái lú với cái 12 cửa ngục. Mình lấy cái vợt này mình đi đổ tiếp xem coi có tôm cá gì nó chạy không nha cả nhà. Giờ mời cả nhà cùng đi đổ cái lú với mình nha. Đây. Lú mình đặt chỗ này. Ở cái điểm cũ này. Đây là miếng vuông. Với mình thăm cái lú bên kia luôn á cả nhà. Để kiếm xem có tôm cá gì mình bắt lên nha. Nào. Nãy giờ mình thăm qua. Ui. Có tôm cá rồi nha nhà. Ui. Tôm cá nè luôn. Cái này nó không ấy, mình kéo lên rồi nha. Kéo lên mình đổ. Nè. Này đây nha. Ồ. Tôm cá luôn. Ngon lành luôn. Wow. Giờ mình vũ. Vũ lần lần mình đổ nha. Đây. Ừ. Này. Wow. Ui. Ui. Được mấy con tôm cá rồi nha. Còn hai đầu mình nãy nó ghe hết trơn nè, mình không có. Không có mở cái ấy ra, mấy con cá nó ra. Có cá đói rồi nữa mình. Nó chạy ra. Kéo dài dài lên, mình thăm lần lần lại. Tại cái này mình kéo lên được á, khỏi cần phải lội xuống. Nãy có cá nhiều lắm mà cái đuôi nó không có cột lại thì nó ghe hết một mớ, uổng gì đâu. Ui, có cá nha. Cá tôm luôn. À, tôm. Ui, tôm nó bún ra luôn nha. Ui, dính được mớ luôn con cua nữa cả nhà. Ui,
có con cua mà con cua này nó gãy càng nữa gì đó. Sao gặp toàn là cua gãy càng không biết. Nè, có dính con cua này mà nó không biết nó gãy càng hay gì, gãy hết cái càng nữa, toàn là cua gãy càng không à, kỳ đó. Này chắc lên luộc ăn nữa quá, cua gãy càng đâu có làm ăn gì được, không có bán gì được. Rồi, mở ra cho vô cái vạc nè. Rồi, vô cái vạc này đó nha. Rồi. Có con cua nữa nha, cua nó bị gãy càng, gãy hết cái càng này. Úi rồi, con cua mà có cái càng mọc nó không giữ rồi. Với mớ tôm cá ra nha, cua nó tôm cá. Rồi để mình qua bên cái lú bên kia mình thăm nữa, xem nó có nữa không nha. Cái lú này mình cuốn lên luôn nha, giả xong rồi cuốn lên để giờ bữa mình đặt sao. Cuốn đem lên bờ luôn nha. Khi nào đặt nó thì ấy. Giờ mình nghĩ đặt. Ở trong đây còn sót con tôm nữa. Đây, bỏ lên bờ luôn. Đây, sót con tôm bắt nó ra. Số ui bốn ra luôn à. Cái lú mình đảo xong rồi mình cuốn lên bờ luôn nha, dẹp nó lên bờ luôn nha. Nữa mình đi đặt sao, tại lúc này nước nó cũng kém nữa, đặt cũng không có gì. Hôm nay đặt được dính được có mấy con à, đem lên bờ luôn. Thăm cái lú ở đây, đây còn cái lú này mình thăm rồi luôn. Lú này phải lội xuống đây nha. Giật lên đây. Ui, ui có tôm nữa nha. Có tôm. Có tôm bún mà ngon nghe nè. Ui, tôm cá quá trời luôn nghe nha. Ui, lú này nhiều á. Tôm cá gô phi nhiều luôn. Rồi mình đổ ra.
Ui, nó giọt vô đổ ra, chưa có mở miệng nữa cho nó. Vô rồi, nó tôm cá ngon lành luôn á. Đây cái này, tôm cá này, là tôm cá nhiều luôn á, dính mấy cá cua phi con rồi quá trời luôn, ở cái lũ này mình treo lên luôn, treo lên nữa đặt sau nữa nha, giờ nước kém mà không có, không máng nó lên đây nha, này máng nó lú lên đây, tạm thời chưa có đặt, khi nào đặt thì sẽ đi thăm tiếp, treo nó lên luôn. Rồi treo nó lên gì nè cả nhà, rồi anh nhồi lấy giọt mình đi lên. Ngon lành luôn đó nha. À, có rùa phi con quá trời luôn nè. À, mực vỏ luôn. Quá tuyệt vời luôn. Có dính được con cua nữa. Con cua với mớ tôm cá nữa nha. Mình vỏ ra nha. Tôm cá với con cua nó bún quá trời luôn. Mình đổ được được con cua mà nó gãy gàng nha, nha cua gãy gàng còn nhiều mớ tôm với cá nha, cái ruột phi con không à, cái ruột phi này nhỏ quá giống mình thả lại, mình chỉ bắt mớ tôm này lên. Ngon lành nha, cua mà sao mà bị gãy càng không, uổng gì đâu. Cua gãy càng đắt, cua gãy càng này ra, ui gãy càng mà nó còn mung quá, ui nó kẹp con tôm nữa. Chơi kẹp hoài nha, kẹp con tôm nữa, kẹp xiết con tôm nữa thiệt tình nhé. Rồi ở đây mấy con cá rô phi với mấy con tôm sú nữa nha. Đó. Nó được đổ được thăm lú được như đây, dính nó mới tôm sú với tôm thẻ nè, tôm thẻ bự ngon lành luôn. Cua gãy càng nữa nha, cua mà sao gãy càng không à, ngộ dưới nước làm như nó kẹp lộn hay sao á, còn là cua gãy càng không à, để nó ra ngoài này riêng đi, coi mấy con tôm để bỏ vô cái thao này nó kẹp lộn chung, nó cắn mấy con tôm. Rồi thành quả mình hôm nay đổ lú được nhiêu đây nha cả nhà, mấy cái ruột phi nhỏ này chắc nữa mình thả lại nha, nhỏ quá thả lại. Rồi như này cũng được mớ tôm này để bán nghe nha, mình không ăn, để bán kiếm tiền nữa nha, nhiều tôm này bán cũng được một mớ, nhưng cua này thì nhỏ quá, chắc thả lại luôn, nhỏ mà gãy gàng thả lại. Rồi mở đây đổ được mớ tôm sú tôm thẻ với mớ cá rô phi với dính được thêm con cua nữa, nó bị gãy càng cả nha, cua cũng nhỏ, mớ tôm này ngon không biết luôn á, tôm sú tôm thẻ nè, tôm này để bán có tiền. Bây giờ mình cũng kết thúc video ở đây nha cả nhà.
hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của mình nha. Nhà xem video nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào. Hẹn cả nhà vào clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.